Thông tin quốc tế được chú ý trong 24 giờ qua chính là việc Bộ Quốc phòng Mỹ và Afghanistan cam kết tiến hành điều tra toàn diện về vụ ném bom trúng một bệnh viện của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới MSF tại quốc gia Nam Á. Theo thông tin ban đầu, thì vụ không kích khiến cho 19 người thiệt mạng này là do quân đội Mỹ tiến hành. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết vụ không kích xảy ra vào lúc 2 giờ 10 phút rạng sáng ngày 3 tháng 10 theo giờ địa phương. Tại thời điểm xảy ra vụ không kích, khoảng 105 bệnh nhân và người nhà cùng hơn 80 nhân viên trong và ngoài nước đang có mặt tại bệnh viện. Theo các thông tin mới nhất, con số thương vong hiện đã tăng cao với ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, 9 bác sĩ của tổ chức và 37 người khác bị thương. Chúng tôi bị sốc nặng vì vụ tấn công đã giết hại nhiều người và nhân viên của chúng tôi. Bệnh viện này khá nổi tiếng và đã ở đây được 4 năm. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cũng đã thông báo địa điểm của bệnh viện tới các lực lượng của Afghanistan và Mỹ vài lần trong các tháng qua, gần đây nhất là trong tuần, nhằm tránh bị trúng bom. Thế nên chúng tôi rất bất ngờ khi bị trúng bom. Trước thông tin cho rằng các máy bay chiến đấu của Mỹ đã tiến hành các vụ tấn công trên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không đưa ra bất cứ bình luận gì, song thừa nhận đúng là Mỹ đang tiến hành một số chiến dịch quân sự gần thành phố Kunduz, hỗ trợ các binh sĩ Afghanistan chống lại các tay súng Taliban. Trong khi đó, ngay sau sự việc đáng tiếc trên, Liên Hợp Quốc đã lên án vụ không kích, coi đây là một tội ác chiến tranh. Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu cần tiến hành một cuộc điều tra nhằm tìm ra lực lượng đứng đằng sau vụ không kích trên.